video trận U23 Việt Nam U23 Đài Loan. Ở U23 Việt Nam, ông Ba tạo ra một hàng thủ gồm 3 trung vệ cao lớn so với tầm Đông Nam Á và các nền bóng đá tương tự. Huấn luyện viên Ba Hang Seo sử dụng một cầu thủ thấp bé có cái chân trái khéo léo hay đá tiền đạo để tổ chức lối chơi ở giữa sân. Khi U23 Việt Nam áp đặt được thế trận thì hậu vệ cánh trở thành một mũi công thường trực bên hành lang biên. Họ chuyển đổi sơ đồ chiến thuật, lối chơi và tạo ra bước ngoặt trận đấu bằng các cầu thủ dự bị. Những nguyên tắc của ông Ba Hang Seo khi xây dựng đội hình, vận hành lối chơi và ứng biến trong một trận đấu lại được thể hiện, và ít nhiều phô diễn phép thuật của nó khi ông chuyển xuống cầm đội U23 Việt Nam đá ở vòng loại giải U23 châu Á với một đối thủ dưới tầm như U23 Đài Loan. Thủ thắng được xếp chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức là một sự liên tưởng với cái cách ông sử dụng Quang Hải ở đội tuyển hiện nay. Cả hai hầu như không bao giờ chơi ở vị trí đó khi khoác áo câu lạc bộ Giác Trân và Hà Nội. Khi vai trò luân chuyển quả bóng sang hai cánh của Hữu Thắng không phát huy tác dụng, ông Ba tung hai long vào sân từ phút 56. Một cách chơi hoàn toàn khác đến từ cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đất mỏ Quảng Ninh, chọc phe liên tục, cầm bóng vượt qua các tiền vệ đối thủ một cách tiếp cận hoàn toàn trực diện. Bàn thắng phát dỡ bế tắc, giữ bỏ sức ép, giúp U23 Việt Nam tiếp cận gần hơn với vị trí giành vé đi vòng chung kết U23 châu Á đến từ một pha lên bóng bài bản từ các trung vệ, đập nhã ở tuyến dưới, rồi bất ngờ chuyền trung bình lên cho tiền đạo nhã bóng lại cho tiền vệ. Chính Hai Long là người tham gia vào pha bóng đó rồi kiến tạo cho Văn Xuân bên cánh trái ghi bàn khi toàn bộ đội hình của U23 Đài Loan đang nghiêng sang cánh phải. Ở một thời điểm khó khăn chưa từng có với ông Ba cùng đội tuyển lớn, trải qua 5 trận thua liên tiếp với 4 trận thủng lưới 3 bàn tại vòng loại World Cup, nay có một trận đấu khi cầm U23 đá với đối thủ vừa tầm đã giúp ông đặt dấu ấn trở lại. Ai đó thất vọng với màn trình diễn của U23 Việt Nam cũng không sai nếu đã nghĩ rằng trận đấu này phải thắng 4-0 hay 5-0, và các cầu thủ có thể thoải mái ghi bàn. Nhưng nếu coi đây là bước đi chính thức đầu tiên, một trận đấu có áp lực đầu tiên của một tập thể với một lối chơi cụ thể mà không phải ai cũng quen với các vị trí của mình, thì màn chào sân này không phải là nỗi thất vọng. Lộ trình đi tới những thành công trong năm 2018 và SEA Games 2019 của U23 Việt Nam cũng chập chững như vậy thôi.